tủ đựng bim của con VLTG 290. Trời. Hàng của xưởng nó đóng có cái sự tỉ mỉ rất là chi tiết như các bác nhé. Nói chung là nó vẫn là một cái gì đấy khác bọt. Đấy, em cho đi. Cái tủ này thì mua luôn ở xưởng các bác nhé, chứ không phải là Việt Nam. Xưởng nó in luôn cái thương hiệu của nó lên đây, VLTG, VLTG NE290 này, 370W. Ok. Cùm này, chỉ việc lật ra lật vào thôi, rất là tiện. Dây nguồn để chạy cho bên này. Cực kỳ tiện nha các bác nhá. Quá gọn. Ok. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Bye bye các bác.